Thưa các quý vị đại biểu, thưa các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, thưa các bạn bè quốc tế có mặt trong cái buổi xúc tiến đầu tư hôm nay của tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì tôi và một số thành viên chính phủ có mặt trong cái buổi tiến hành cái xúc tiến đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng. Các bộ trưởng rồi các ngành rồi một số cái địa phương có mặt ở đây chắc là cũng muốn phát biểu, rồi các nhà đầu tư cũng muốn phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm, rồi nói những cái suy nghĩ của mình và nhất là góp ý cho cái môi trường đầu tư của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên là vì thời gian nó có hạn cho nên là các đại biểu chắc là không đủ thời gian để phát biểu. Thì tôi đề nghị là các bộ trưởng, các ngành, các địa phương, các nhà đầu tư mà còn muốn phát biểu nữa thì góp ý cho tỉnh Sóc Trăng với một cái tình cảm chân thành và nồng nhiệt nhất, hiệu quả nhất để cho tỉnh Sóc Trăng phát triển theo đúng cái mong muốn, theo đúng cái nghị quyết Đảng bộ của tỉnh đề ra lần thứ 14 trong năm 2020. Cũng tại cái hội trường này, chúng ta đã biểu quyết một cái nghị quyết hết sức là quan trọng để phát triển Sóc Trăng trong 5 năm, 10 năm tới. Thì qua nghe phát biểu của các đại biểu là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, rồi nghe cái kết quả xúc tiến đầu tư của năm 2018 và những cái gì Sóc Trăng đạt được, thì chúng ta cũng vui mừng và chia sẻ và chúc mừng cái kết quả xúc tiến đầu tư đã đạt được trong hơn 4 năm qua của tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ thôi. Hôm nay anh Mẫn anh có nói là phát biểu chỉ đạo. Thì chỉ đạo thì không biết là chỉ đạo cái gì cho nó phù hợp trong cái tình hình hiện nay. Vì là nghị quyết của Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã có rồi, nghị quyết của Đảng bộ các ông chí đã có rồi, nghị quyết về đồng bằng sông Cửu Long, nghị quyết 13 đã có rồi. Rồi các cái quy hoạch, nhất là quy hoạch của đồng bằng sông Cửu Long thì của chính phủ cũng đã ban hành rồi. Rồi các cái chương trình hành động thì đang tiến hành để xây dựng. Vì vậy về mặt chỉ đạo thì đã có hết trong các cái nghị quyết của Đảng ở các cấp, cho nên là tôi cũng không có nói cái ý kiến chỉ đạo ở đây, mà tôi muốn nói chia sẻ cái suy nghĩ của mình về phát triển và xây dựng cái môi trường đầu tư làm sao cho nó công khai, nó minh bạch, nó bình đẳng, nó an toàn, nó hiệu quả và nó bền vững. Tôi muốn chia sẻ cái suy nghĩ của mình, tôi nhắc lại là chúng ta xây dựng và phát triển một cái môi trường đầu tư thế nào để cho nó công khai, cho nó minh bạch, cho nó bình đẳng, cho nó an toàn, cho nó hiệu quả và cho nó bền vững. Thì có lẽ là 12 cái chữ hết sức là quan trọng. Thì 12 cái chữ này, nhưng mà nó lại đi đôi với nó là tôi có 13 cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất là cái gì? Chia sẻ với lại tất cả các quý vị đại biểu. Cái thứ nhất là chúng ta phải phát triển cái môi trường đầu tư này, hay là xây dựng cái môi trường đầu tư, rồi phát triển cái hệ sinh thái của môi trường đầu tư mà đạt được 12 cái chữ như tôi nói. Hay là nói tóm lại là ta phải phát triển cái hệ sinh thái môi trường đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng, an toàn, hiệu quả, bền vững. Thì nó dựa vào những cái gì, dựa vào cơ sở gì và chúng ta làm như thế nào? Thì cái thứ nhất tôi nghĩ là phải có cái bám sát vào cái chủ trương đường lối của Đảng. Cái này là hết sức là quan trọng. Chúng ta là một đảng lãnh đạo, một đảng cầm quyền, cho nên là phải bám sát vào cái chủ trương đường lối của Đảng. Mà bám sát vào chủ trương đường lối của Đảng để ta xây dựng
và phát triển cái hệ sinh thái môi trường đầu tư. Thì cái thứ nhất là cái gì? Cái thứ nhất là cương lĩnh của chúng ta. Đó, trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, đây là cái văn kiện hết sức quan trọng, có tính bao trùm, có tính bao trùm, và chúng ta đã bổ sung năm 2011 với lại ba cái trụ cột rất là quan trọng, đó là xây dựng nền dân chủ xã chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa và xây dựng cái nền kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Và xuyên suốt của nó là cái gì? Là lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể cho sự phát triển, hay là lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, là động lực cho sự phát triển. Đã xuyên suốt cái việc này. Và chúng ta không hy sinh cái công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh cái an sinh xã hội, không hy sinh cái bảo vệ môi trường để đi theo cái tăng trưởng đơn thuần. Thì đây là một cái tư tưởng rất bao trùm, mà khi chúng ta xây dựng và phát triển, hay là xây dựng và phát triển hệ sinh thái về môi trường đầu tư là phải dựa vào những cái trụ cột và cái tư tưởng xuyên suốt này. Không biết tôi đặt vấn đề như thế có đúng không? Đấy là cái thứ nhất, là chúng ta làm môi trường đầu tư có cần dân chủ không? Rất cần dân chủ, đúng không? Làm môi trường đầu tư hay là phát triển hệ sinh thái môi trường đầu tư có cần phải nhà nước pháp quyền không? Phải nhà nước pháp quyền, đó. Mọi việc phải được luật hóa, mọi việc phải được xây dựng thành cái cơ sở pháp lý để cho tất cả mọi công dân phải tuân thủ pháp luật. Đó. Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba là chúng ta xây dựng cái môi trường về cái hệ sinh thái môi trường, hay là môi trường, cái hệ sinh thái môi trường đầu tư phải là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà kinh tế thị trường thì phải tôn trọng quy luật cạnh tranh, tôn trọng quy luật cung cầu, đúng không? Đấy. Nhưng mà phải định hướng xã hội chủ nghĩa ở đây là cái gì? Là cái an sinh xã hội, đúng không? Đấy, chúng ta không hy sinh cái an sinh xã hội, cái công bằng và tiến bộ xã hội. Đấy, chúng ta không hy sinh cái môi trường để chúng ta chỉ chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Thế thì mình xây dựng cái hệ sinh thái, cái môi trường đầu tư phải bám sát vào những cái tư tưởng lớn này, những cái trụ cột lớn này. Thì tôi đề nghị đấy là cái chia sẻ thứ nhất, rất là quan trọng. Và chúng ta cũng lại phải thế nào? Chúng ta lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực cho sự phát triển. Nhưng mà lại phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức và uy tín của người Việt Nam. Môi trường sinh thái, môi trường đầu tư có cần cái này không? Theo tôi là rất cần. Các nhà quản lý, các nhà đầu tư trong và ngoài nước thì tôi nghĩ là phải quán triệt cái tinh thần này của cương lĩnh, của xây dựng đất nước trong cái thời kỳ quá độ, để chúng ta xây dựng cái môi trường đầu tư, hay tôi như tôi nói là phát triển cái hệ sinh thái đầu tư mà đạt được 12 cái chữ như tôi nêu. Đấy là cái ý thứ nhất tôi muốn chia sẻ. Không biết là các quý vị đại biểu có đồng tình hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi muốn chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Và mỗi người đến đây đầu tư, mỗi người xây dựng môi trường đầu tư, mỗi người làm cái công việc này thì trước hết là phải suy nghĩ những cái tư tưởng như thế. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải xây dựng cái thể chế, đó, cơ chế nó minh bạch, nó công khai, nó ổn định cho phát triển và xây dựng cái hệ sinh thái về môi trường đầu tư này. Hay nói tóm lại là môi trường thể chế nó góp phần để mà xây dựng phát triển cái hệ sinh thái, cái môi trường đầu tư. Nó phải có thể chế. Vì sao? Vì chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền. Mọi việc là phải có luật pháp, và mọi công dân, mọi nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp. Và chúng ta luôn luôn hoàn thiện cái môi trường thể chế này. Đó. Vì sao là phải hoàn thiện môi trường thể chế? Là vì tình hình thì nó diễn biến rất nhanh, khó lường. Và chúng ta dự báo tình hình thì có khi là nó sát được tình hình, và có khi nó không sát được tình hình.
Vì vậy cho nên là chúng ta phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan và lấy thực tiễn làm thước đo để chúng ta hoàn thiện thể chế. Trong đó có cái hoàn thiện thể chế liên quan đến môi trường đầu tư. Cái này là cái rất là cần. Không biết tôi nói thế có đúng không? Các nhà đầu tư thấy có đúng không? Phải có thể chế. Thể chế phải bám sát thực tiễn. Thể chế phải xuất phát từ thực tiễn. Và thể chế phải tôn trọng thực tiễn khách quan. Và thể chế phải được kiểm chứng, được đong đo, được đong đếm, kiểm đếm qua thực tiễn. Và khi nào nó phù hợp thì chúng ta tiếp tục cho nó ổn định. Và khi nào nó chưa phù hợp thì chúng ta phải hoàn thiện, phải thay đổi, phải bổ sung, phải hoàn thiện nó. Chứ chúng ta không cứng nhắc. Đúng không? Cái gì đã chín đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả và đa số đồng tình thì chúng ta đưa vào, chúng ta luật hóa, chúng ta làm. Cái gì chưa có luật hoặc là luật đã đi qua thực tiễn rồi thì chúng ta phải sơ kết, chúng ta phải tổng kết, chúng ta phải đánh giá và chúng ta hoàn thiện bổ sung nó. Tinh thần là không cầu toàn và không nóng vội về mặt thể chế. Đấy là vấn đề thứ hai tôi muốn chia sẻ với các quý vị đại biểu. Vấn đề thứ ba là thực hiện các cái đột phá. Đảng ta xác định ba cái đột phá chiến lược rất rõ từ Đại hội 11. Đột phá thứ nhất là cái đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. Cái đột phá thứ hai là xây dựng nguồn nhân lực, cải cách thể chế. Đột phá thứ hai là cải cách hành chính và xây dựng nguồn nhân lực. Và cái đột phá thứ ba là thể chế. Thì ba cái đột phá này là để tạo cái môi trường đầu tư, tạo cái hệ sinh thái đầu tư đạt được 12 chữ như tôi nói. Thì các nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm làm cái việc này, các nhà quản lý cũng phải có trách nhiệm làm cái việc này, đúng không? Rồi các nhà lãnh đạo, rồi quá trình phát triển cái hệ sinh thái đầu tư đều phải sơ kết tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện cái để mà tiếp tục thực hiện ba cái đột phá này. Mà cái đột phá chiến lược này là cái đột phá về, là cái trong đó có cái đột phá về hạ tầng giao thông như là chúng ta nói từ lúc đến bây giờ. Đấy, thì các ta phải đi vào hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông phải đi từ cái công tác quy hoạch và phải đi từ thực tiễn, nó phải đi từ cái thực tiễn này. Chúng ta cần cái gì để cho cái hạ tầng phát triển, hạ tầng giao thông, những giao thông gì. Trước hết là ta xác định là đường bộ nhưng là phải cao tốc. Rồi khu vực đồng bằng sông Cửu Long này là đường thủy, là cảng thủy nội địa, rồi cảng. Hiện nay cả đồng bằng sông Cửu Long này, 13 tỉnh này mà chưa có một cái bến cảng nào. Lượng hàng hóa thì như thế. Xuất khẩu gạo và sản xuất gạo là lớn nhất cả nước, đúng không? Rồi xuất khẩu trái cây, rồi xuất khẩu các mặt hàng nông sản là trên 50%, chiếm cái tỷ lệ trên 50% cả nước. Nhưng mà rõ ràng là giao thông là đang bế tắc, là cái nút thắt lớn nhất. Thì chúng ta phải đã có chủ trương rồi thì bây giờ chúng ta phải thực hiện thì trung ương phải thực hiện, đúng không? Địa phương phải thực hiện, các nhà doanh nghiệp cũng phải thực hiện, những người dân cũng phải thực hiện, các nhà đầu tư trong nước đều phải thực hiện, ngoài nước đều phải thực hiện cả. Cái thứ hai là cái môi trường pháp lý thì tôi nói ở trên rồi, thì chúng ta phải quá trình làm thì làm đến đâu nó đụng đến đó, làm đến đâu nó vướng đến đâu thì gỡ đến đó và ta bổ sung hoàn thiện nó. Và một vấn đề rất quan trọng đó là cái cải cách cái thủ tục hành chính. Làm sao cho nó đơn giản nhất, làm sao cho nó dễ hiểu nhất, làm sao cho nó thuận lợi nhất, đúng không? Mà bây giờ thì muốn thuận lợi, muốn đơn giản, muốn dễ hiểu thì phải phát triển cái môi trường số. Đấy. Rồi phải chính quyền, phải công khai, phải minh bạch. Đấy. Cái thủ tục hành chính là phải thế, cắt giảm tối đa cái thủ tục hành chính. Tôi đề nghị như thế. Và tất nhiên không phải chỉ có các cơ quan quản lý nhà nước, mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thấy nó vướng ở đâu, thấy nó mắc ở đâu thì góp ý cho chính quyền, góp ý cho các cái cơ quan có thẩm quyền để chúng ta cắt giảm cái thủ tục hành chính đi. Đi đôi với cắt giảm thủ tục hành chính là phải đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó, chúng ta không thể phát triển một cái nền công nghiệp hiện đại, xây dựng và phát triển một cái nền công nghiệp hiện đại, rồi cái dịch vụ hiện đại, một cái cuộc sống văn minh mà lại không có cái nguồn nhân lực cao, chất lượng cao được. Chứ chúng ta phải phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao, mà nguồn nhân lực chất lượng cao ở đây để đảm bảo các cái chuỗi cung ứng lao động quốc tế, để đảm bảo cái nguồn nhân lực không những là nhân lực là trong nước mà nhân lực
quốc tế, có tính chất quốc tế đó. Đấy, đào tạo nguồn nhân lực không những là trong nước mà quốc tế. Thì cái nguồn lực này là phải chúng ta phải tập trung, chúng ta phải lo đào tạo trình độ văn hóa thế nào, trình độ chuyên môn thế nào, đạo đức kinh doanh thế nào. Đây là cái những nguồn nhân lực là chúng ta phải tập trung, chúng ta làm thì nó mới có cái môi trường đầu tư được. Người đầu tư bao giờ đến đây đầu tư phải cũng phải nghĩ ngay đến môi trường pháp lý thế nào, đối với hệ thống giao thông thế nào để logistics rẻ nhất và năng suất lao động của người lao động thế nào. Người lao động phải được đào tạo, phải được rèn luyện thì mới có cái năng lực để mà đáp ứng các cái yêu cầu nâng cao cái tăng năng suất lao động và cái đạo đức trong cái hoạt động kinh doanh và lao động. Thì cái môi trường để mà tạo ra con người, tạo ra cái môi trường, tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng cao này là rất là quan trọng ở đẳng cấp quốc gia và đẳng cấp quốc tế. Thì tôi cái đột phá thứ hai là như vậy, và cái đột phá thứ ba thì tất nhiên là môi trường pháp lý rồi. Như tôi nói ở trên, ấy là cái ba đột phá là chúng ta phải bám sát vào cái này. Mà ba cái đột phá này mình trung ương làm không được. Chúng ta thấy rồi, kinh nghiệm mình trung ương làm thì cũng không, mà mình địa phương làm thì cũng không được. Thế thì kết hợp cả cái nguồn lực của trung ương, cả nguồn lực của địa phương, cái sự cố gắng của trung ương và cái sự nỗ lực phấn đấu của địa phương đó. Ở trong đó có người dân và doanh nghiệp. Giải phóng mặt bằng thì phải có người dân tham gia, giải phóng mặt bằng phải có doanh nghiệp tham gia theo cái luật đất đai hiện nay nó. Thì đây là những vấn đề hết sức là quan trọng liên quan đến cái môi trường đầu tư, mà đòi hỏi không phải chỉ trung ương nó, không phải chỉ có địa phương, không phải chỉ có các nhà đầu tư và không chỉ có nhân dân, mà đây đòi hỏi phải có một cái sức mạnh tổng hợp, cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm, cùng nhau hưởng thụ. Hay tôi nói là lợi ích thì hài hòa, mà rủi ro thì chia sẻ. Lợi ích phải hài hòa giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với lại nhà nước, với lại nhân dân. Còn lúc nào mà nhỡ may nó có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ. Thì như thế mới gọi là hợp tác, như thế mới gọi là bình đẳng, như thế mới gọi là tôn trọng lẫn nhau. Thì tôi cái vấn đề thứ tư tôi chia sẻ là chúng ta phải phát triển hay là thực hiện thật sự có hiệu quả ba đột phá chiến lược, mà chính quyền cũng phải làm, các nhà đầu tư cũng phải làm và nhân dân cũng phải làm, thì chúng ta mới tạo ra được cái sức mạnh tổng hợp này. Còn nếu như chỉ có chính quyền trung ương làm, chính quyền địa phương không làm thì cũng không được, mà chỉ để cho chính quyền địa phương làm thì cũng không ổn. Và chính quyền địa phương, chính quyền trung ương làm nhưng doanh nghiệp nhà nước không làm, không vào cuộc cũng không ổn. Còn cơ chế chính sách nào, cách làm thế nào để huy động được cái này thì là tài năng của người lãnh đạo thôi, tài năng người lãnh đạo thôi, làm sao huy động được cái sức mạnh tổng hợp này. Thì đây là sự gửi gắm của người dân và doanh nghiệp vào các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý chúng ta đang ngồi đây. Tôi muốn chia sẻ cái thứ năm là cái công tác quy hoạch. Quy hoạch thì phải đi trước một bước, quy hoạch thì phải đổi mới, có kế thừa, có đổi mới, có ổn định, có phát triển. Mà quy hoạch thì phải có tư duy đột phá, phải có tầm nhìn chiến lược. Thì tại sao tôi phải nhắc, tại sao lại phải có cái logic của vấn đề là phải có cái kế thừa, có ổn định, có đổi mới, có phát triển. Và quy hoạch thì phải có cái tư duy đột phá, và quy hoạch thì phải có cái tầm nhìn chiến lược. Thì tôi nhấn mạnh ba cái ý này. Thứ nhất là chúng ta phải đổi mới. Đổi mới để cái gì thì mới tạo ra được động lực mới, mới tạo ra được không gian phát triển mới, mới tạo ra được công ăn việc làm mới đó, mới tạo ra được cái hiệu ứng mới, mang lại cái lợi ích cho nhà nước, cho doanh nghiệp, cho nhân dân. Đổi mới nó có ý nghĩa quan trọng như vậy. Và vì vậy chứ nó phải đổi mới. Và đổi mới để nó phù hợp với lại cái tình hình thực tế. Vì thực tiễn nó diễn ra rất nhanh khó lường. Và tình hình nó cũng không những là diễn biến nhanh khó lường về mặt cạnh tranh chiến lược, mà cả về biến đổi khí hậu, cả về các cái vấn đề về thị trường, cả các cái vấn đề về
về sản phẩm, rồi cả vấn đề về công nghệ, cho nên phải đổi mới. Và đổi mới để tạo ra cái không gian phát triển mới, đổi mới để tạo ra cái sản phẩm mới nó phù hợp với thị trường, đổi mới để tạo ra cái động lực mới, tạo ra cái tăng trưởng mới, hay là tạo ra những cái công ăn việc làm mới, và góp phần tạo ra những con người mới cho nó phù hợp với thực tiễn. Còn tư duy phải đột phá. Đột phá là vì sao? Là vì chúng ta đi sau muốn về trước thì phải đột phá. Đi sau mà muốn về trước thì phải đột phá. Tư duy đột phá, và tư duy là mang lại nguồn lực, hay nguồn lực là xuất phát từ tư duy. Tư duy đột phá thì nguồn lực sẽ lớn. Còn tư duy mà không có đột phá thì nguồn lực sẽ ít, sẽ có hạn. Nguồn lực là sinh ra từ tư duy. Báo cáo với các quý vị đại biểu như vậy. Cho nên là phải có tư duy đột phá để tạo ra cái nguồn lực đột phá. Còn cái tầm nhìn chiến lược, tại sao phải có tầm nhìn chiến lược? Nó phải phát triển bền vững, nó phải phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Nó phải phát triển theo quy hoạch, phát triển bền vững, phát triển an toàn, phát triển lành mạnh. Thì phải có cái tầm nhìn chiến lược, nó tầm nhìn dài hạn. Thì cái quy hoạch thì tôi muốn nhấn mạnh ba cái: một là yếu tố đổi mới, hai là cái yếu tố tư duy đột phá, và ba là cái yếu tố chiến lược, tầm nhìn chiến lược. Đấy, thì đây tất cả cái này nó phục vụ cho cái thu hút đầu tư thôi, đúng không? Các nhà đầu tư thấy là một là có đổi mới, cái thứ hai là có cái tư duy đột phá, và cái thứ ba là có tầm nhìn chiến lược. Và họ soi chiếu vào cái chiến lược của họ, và nếu họ thấy đúng, thấy trúng thì hai cái này gặp nhau thì chả kêu gọi thì người ta cũng đến. Còn nếu nó không gặp nhau thì có kêu gọi mấy người ta cũng đến. Tôi cách đây 20 năm đã tiếp Intel, cũng quảng bá tất cả mọi thứ, ông chỉ hỏi một câu thôi, là trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì cái sản phẩm của Intel, sản phẩm chủ yếu điện tử, thì có đến được khắp nơi trên thế giới này mà họ yêu cầu. Thế mình chịu cũng trả lời được thì thôi. Một cái câu hỏi rất bình thường thôi. Để ta thấy cái tư duy là một, rồi cái suy nghĩ về cái vấn đề quy hoạch, trong đó có vấn đề quy hoạch giao thông nó quan trọng thế nào. Khi mà người ta sản xuất ra sản phẩm mang tính toàn cầu, cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải đến được toàn cầu. Đến được toàn cầu nhưng phải đến nhanh, đúng không? Chứ đến chậm thì người khác đã bán mất rồi, người khác đã tiêu thụ mất rồi. Đấy, thì tôi muốn nói một số cái liên quan đến cái đột phá chiến lược, và xin lỗi, là cái công tác quy hoạch. Và hai nữa, quy hoạch thì phải thế nào? Quy hoạch là phải tìm ra được cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của một cơ quan, đơn vị, địa phương. Đúng không? Phải chỉ ra được cái chỗ này. Thì để thế nào? Anh muốn phát triển nhanh, muốn phát triển bền vững là phải theo cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh này. Và nó phù hợp với các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư sẽ đến và nó sẽ phát triển bền vững. Cái thứ hai là anh phải chỉ ra được mâu thuẫn, thách thức tồn tại. Để thế nào anh có những cái giải pháp hóa giải nó, để các nhà đầu tư yên tâm, nhìn thẳng vào sự thật và chỉ ra, đồng thời có giải pháp thì các nhà đầu tư yên tâm. Thế là cái việc mà chỉ ra những cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất quan trọng. Bên cạnh đó thì cũng hết sức quan trọng là những cái khó khăn, thách thức. Đấy. Để chúng ta tìm ra cái bài toán, có cái giải pháp để chúng ta hóa giải nó, để các nhà đầu tư, tôi biết là đến đấy có khó khăn, nhưng mà người ta có cái bài toán giải toán rồi thì mình yên tâm. Đấy. Và cái thứ ba là phải biết những cái hạn chế, những cái bất cập của mình, đúng không? Quy hoạch là phải nhìn thấy. Ví dụ như chúng ta, tỉnh chúng ta đây, CPI tất nhiên là nó tương đối thôi, chúng ta đang có mặt hạn chế, đúng không? Chỉ số PAPI cũng đang có hạn chế. Thì đây là chúng ta phải chỉ nó ra, và chúng ta phải khắc phục thế nào đấy, đúng không? Phải có giải pháp, thì các nhà đầu tư yên tâm. Một cái bài toán quy hoạch cần phải làm được nữa là cái gì? Ngoài cái yếu tố tự nhiên, yếu tố sẵn có, đúng không? Thì ta phải phát huy nó ở những cái thế mạnh và hạn chế tối đa những cái thách thức, những cái hạn chế. Thì chúng ta phải tìm ra được cái động lực mới để thu hút các nhà đầu tư.
Bằng cái gì? Bằng cơ chế, bằng chính sách, bằng các cái sự ưu tiên của mình thôi, rồi bằng cái nguồn lực từ chính mình thôi. Đấy, tức là ngoài cái lợi thế mà tự nhiên ban cho, ví dụ như lợi thế của Sóc Trăng là cái gì? Là vị trí tương đối trung tâm, đúng không? Là một cái tỉnh ven biển, cửa sông, đấy. Rồi là có cái điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp, để phát triển cái này, phát triển cái kia, phát triển du lịch. Đấy là cái điều kiện tự nhiên phải khai thác tối đa nó. Nhưng mà anh cứ trông chờ vào mình cái điều kiện tự nhiên này không được. Mà chúng ta phải tiếp tục tạo ra một cái động lực mới là gọi là nhân tạo. Ngoài yếu tố tự nhiên ra thì yếu tố nhân tạo của con người để tạo ra sức hút, đúng không? Tạo ra sức hút cho các nhà đầu tư. Ví dụ như ta đầu tư cho hạ tầng cho nó phù hợp, thì cũng đây là một cái tạo ra sức hút mới cho nhà đầu tư. Thì đấy, công tác quy hoạch là phải làm được mấy cái việc như vậy. Và tôi đề nghị là phải coi trọng công tác quy hoạch. Làm cái gì cũng phải quy hoạch. Đấy, quy hoạch nó ba cái yếu tố: đổi mới, tư duy phải đột phá, và phải có tầm nhìn chiến lược. Phải phát huy tối đa những cái đã có, nhưng mà đồng thời cũng phải tạo ra những cái mới để thu hút các nhà đầu tư. Đấy là vấn đề thứ năm tôi chia sẻ như vậy. Vấn đề thứ sáu: giải quyết tốt các cái vấn đề chiến lược có tính toàn cầu và có tính toàn dân. Bây giờ tính toàn cầu là cái gì? Dịch bệnh là một vấn đề. Không có nước nào mà an toàn nếu nước khác có dịch bệnh. Không có người dân nào khỏe mạnh nếu như còn có người dân bị mắc bệnh COVID-19 như ví dụ như vừa rồi. Đây là vấn đề có tính toàn cầu, vấn đề có tính toàn dân. Thì chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu, cách tiếp cận toàn dân để chúng ta giải quyết cái bài toán này. Biến đổi khí hậu là chúng ta đang tác động toàn cầu. Thì chúng ta phải chung tay cùng với toàn cầu để giải quyết vấn đề này. Thì các nhà đầu tư mới yên tâm được, đúng không? Đây là vấn đề lớn. Vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề tăng hiệu ứng nhà kính, vấn đề CO2, đó là vấn đề toàn cầu, nóng lên của trái đất, nhìn thấy rất rõ rồi. Đấy, COP21 rồi COP26 là rất là quyết tâm rất là cao. Vậy thì ta có tham gia vào đây không? Ta không tham gia vào đây thì làm sao các nhà đầu tư có tính toàn cầu người ta, đầu tư xuyên quốc gia người ta làm? Mình phải tham gia giải quyết vấn đề toàn cầu, vấn đề toàn dân này, đó. Thì chúng ta mới có thể là kêu gọi các nhà đầu tư được. Và chúng ta có an toàn thì người ta mới đến. Nhưng không an toàn thì chả ai đến cả. Rồi cái biến đổi khí hậu là một vấn đề rất lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Bao gồm vấn đề nước biển dâng cao, ngập mặn, ngập úng vân vân. Rồi thậm chí là hạn hán. Rồi sạt lở, rồi sụt lún. Đây là nước ta là một trong những nước mà tác động lớn của cái biến đổi khí hậu này. Rồi cái bản thân cái biến đổi khí hậu đã khắc nghiệt rồi, thì làm cái thay đổi cái dòng chảy của dòng sông Mekong đang tác động rất lớn đến chúng ta, do xây dựng các cái nhà máy thủy điện và làm thay đổi cái dòng chảy, thay đổi cái lượng lưu lượng nước xuống dòng sông Mekong. Đây là những vấn đề rất lớn, chúng ta phải có cách chúng ta giải quyết. Thì các nhà đầu tư yên tâm được, đúng không? Vừa nãy tôi có tiếp xúc với một số nhà đầu tư ở đây nước ngoài đấy. Người ta muốn đầu tư ở đây, người ta cũng phải nghiên cứu để xử lý các vấn đề toàn cầu này với chúng ta. Thì họ mới đầu tư và yên tâm được. Đầu tư phải an toàn, đầu tư phải hiệu quả, như tôi nói. Đầu tư phải minh bạch, đầu tư phải công khai, đầu tư phải bền vững. Mà muốn thế thì phải giải quyết cái vấn đề toàn cầu này. Thì chúng ta phải tham gia giải quyết vấn đề toàn cầu, chứ không phải đơn thuần là chỉ có công việc của tỉnh. Giải quyết cái vấn đề của tỉnh thì góp phần giải quyết cái vấn đề toàn cầu, vấn đề của đất nước. Ví dụ như vấn đề chống biến đổi khí hậu, đúng không nào? Vấn đề bệnh dịch bệnh, rồi vấn đề chuyển đổi năng lượng. Bây giờ ta làm năng lượng sạch, vì qua ta quy hoạch là ba cái nhà máy điện. Thế nhưng mà bây giờ là phải phát triển điện năng, phải chuyển đổi năng lượng sạch. Thì không thể nào xây dựng ba cái nhà máy điện này. Cái nhà máy điện sắp xong rồi thì chúng ta phải hoàn thiện, chúng ta làm. Và cái quy hoạch sắp tới đây là bỏ cái nhà máy điện rồi. Đấy là cái mà chúng ta phải tham gia vào đây. Và nếu như chúng ta không xây dựng hai cái nhà máy điện thì chúng ta phải chuyển đổi năng lượng. Đây là gì? Chuyển đổi năng lượng đây phải gió và mặt trời. Hôm qua chúng tôi đi khảo sát ngoài khơi thì là một là cái ven biển đây này. Nó rất là nông, cộng với là cái bồi lắng rất là nhiều về cát.
thì chúng ta xây dựng các cái trụ điện gió này nó rất là thuận lợi, nó bồi thêm, nó chắc cái đế của cái trụ điện gió. Cái thứ hai là cái khu vực nó gió rất là mạnh, 6 mét trên giây là vậy, phát triển tốt. Rồi năng lượng mặt trời và cái công nghệ của năng lượng mặt trời, năng lượng gió thì càng ngày càng rẻ đi, cái xu thế thế giới nó phát triển thì chúng ta phải bám phát cái này. Trong lúc đó thì cái công nghệ để mà làm sạch carbon, làm sạch lưu huỳnh cho nhà máy nhiệt điện thì lại càng ngày càng đắt lên. Thế thì ta chọn cái xu hướng rẻ hay là chọn cái xu hướng đắt? Thì chúng ta phải chọn cái xu hướng này, thì lựa chọn của chúng ta là phải giải quyết vấn đề toàn cầu ở chỗ này, chuyển đổi năng lượng là năng lượng sạch, năng lượng xanh. Mà muốn có năng lượng sạch, năng lượng xanh thì phải có tài chính xanh, phải có công nghệ xanh, phải có cái quản lý xanh, phải có cái quản lý xanh, phải có cái con người, cái nguồn nhân lực xanh. Nó tóm lại nó phải đi theo một loạt vấn đề này, thì chúng ta phải chuyển đổi thôi. Nói đơn giản là chuyển đổi năng lượng, nhưng mà chuyển đổi cả về cái gì, về mặt pháp lý, chuyển đổi cả về công nghệ, chuyển đổi cả về tài chính, chuyển đổi cả về quản lý và chuyển đổi cả về con người. Nhưng chúng ta cũng phải nói với các nhà đầu tư ở đây là chúng tôi là một nước đang phát triển, trải qua 100 năm chiến tranh mà chúng tôi cam kết ngang bằng với lại các nước đang phát triển, thì các ông phải đối xử với chúng tôi công bằng và công lý để giải quyết cái bài toán là một nước đang phát triển, là một nước trải qua chiến tranh, và cộng tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này. Chứ không thể cái chỗ này là bình đẳng để chúng ta cùng làm, nhưng mà có chiếu cố về các cái cơ chế chính sách để ủng hộ chúng tôi về tài chính xanh, về công nghệ xanh, về quản lý xanh. Thế ta cũng phải song phẳng cái này. Tôi phát biểu có vai sáu cũng song phẳng cái này. Nó chuyển đổi năng lượng phải công bằng và công lý. Và hiện nay G7 đang ủng hộ chúng ta làm cái việc này. Rồi chuyển đổi số là một xu thế tất yếu. Sáng hôm qua tôi họp tôi nói rồi, xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, đấy, rồi là nền kinh tế số thì phải chuyển đổi số. Chuyển đổi số thì không phải là chỉ có mình người dân và doanh nghiệp, hay là chỉ chuyển đổi số không phải chỉ có chính quyền. Chuyển đổi số ở đây là cả hệ thống chính trị, cả người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta phải tạo cơ chế chính sách để cho chuyển đổi số. Chuyển đổi số. Thì đây là cái vấn đề về có mang tính toàn cầu hay là vấn đề an sinh xã hội. Là vấn đề rất là quan trọng. Để muốn một cái xã hội phát triển bền vững, phát triển lành mạnh thì nó phải hài hòa giữa văn hóa, giữa kinh tế, giữa chính trị, rồi giữa cái an ninh quốc phòng, vân vân, rồi an sinh xã hội, những vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, vấn đề văn hóa là phải phát triển, nó song hành với nhau, và cái này nó hỗ trợ cái kia, cái này nó bổ sung cho cái kia, chứ không để nó xung đột, để nó làm yếu đi cái nguồn lực của chúng ta. Một vấn đề nữa là chúng ta phải xây dựng cái cơ chế chính sách. Cơ chế chính sách để mà chúng ta có cái ưu tiên cho cái gì, và chúng ta phải xác định trọng tâm trọng điểm để chúng ta xây dựng cái cơ chế chính sách để ưu tiên cho nó. Chúng ta không cùng một lúc chúng ta làm tất cả mọi việc được, đúng không? Và chúng ta phải chọn các cái công việc nào mà có tính lan tỏa lớn, có cái tác động nhanh, đấy, có cái sự phát triển bền vững, chúng ta làm trước. Và chúng ta đi từ nhỏ đến lớn, đi từ thấp đến cao, đi từ đơn giản đến phức tạp. Và chúng ta làm từng bước một, nhưng mà phải chắc chắn. Và như vậy thì chúng ta phải chọn cái trọng tâm trọng điểm. Chọn trọng tâm trọng điểm rồi thì phải xây dựng cơ chế chính sách mang tính trọng tâm trọng điểm. Thì chúng ta mới thu hút đầu tư được. Đó. Chúng ta nói bây giờ chúng ta là cái phát triển điện gió, phát triển điện mặt trời mà chúng ta không có cơ chế chính sách nó phù hợp thì không cạnh tranh được với lại giá cả của điện than, của điện than hay là thủy điện trong cái giai đoạn hiện nay, ví dụ thế. Nhưng mà chúng ta thấy là cái xu thế của hai cái năng lượng này, gió và mặt trời này, đang có xu thế, tức là
cái công nghệ nó phát triển rất nhanh và giá thành nó sẽ giảm. Thì cái cơ chế chính sách chúng ta làm sao cho nó phù hợp trong một giai đoạn nhất định. Chứ không thể cơ chế chính sách chúng ta xây dựng nó ổn định nhưng mà nó phù hợp với thực tế, linh hoạt để mà xử lý. Chứ không thì lại được nhà doanh nghiệp thì lại mất người dân. Ví dụ như ta xây dựng mà không tốt. Ví dụ như tôi xây dựng nói cái giá điện, nếu anh làm không tốt thì khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư, nhưng mà sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp khác là bị ảnh hưởng, là vì giá cả nó cao thì nó cũng ảnh hưởng đến đầu vào, mà nó ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đến kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Vì vậy cho nên chính sách là phải vừa có tính ổn định nhưng mà vừa có tính linh hoạt, và khuyến khích những cái gì trọng tâm để chúng ta phát triển, để chúng ta vừa thu hút được các nhà đầu tư nhưng mà hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước và nhà đầu tư. Thì đây là vấn đề mà môi trường kinh doanh là phải phát triển cái hệ sinh thái đầu tư là phải nghĩ đến cái vấn đề này, và các nhà đầu tư cũng phải chia sẻ vấn đề này. Chứ nếu như là chúng ta gọi là hợp tác, đúng không, mà anh được nhiều tôi được ít mà lại kéo dài thời gian như thế thì có tồn tại được không? Không tồn tại được. Khi mà cái lợi ích nó xung đột thì không thể tồn tại được. Lợi ích phải hài hòa, lợi ích phải cân bằng thì mọi cái hoạt động nó mới cân bằng, nó mới phát triển được. Thế còn đã xung đột thì cái nọ nó sẽ cản trở cái kia và nó phá vỡ cái cân bằng, thì phá vỡ cái chuyển động bình thường. Rất là quy luật tự nhiên và quy luật xã hội thôi. Thì đấy là cái chia sẻ thứ 6 tôi muốn chia sẻ với các quý vị đại biểu. Cái thứ 7 là chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ. Tôi nghĩ là các nhà đầu tư đều phải mong muốn đến một cái đất nước mà họ độc lập tự chủ được, không phụ thuộc vào bên ngoài. Nhưng mà độc lập tự chủ không có nghĩa là chúng ta tự cung tự cấp, tự bao vây mình. Độc lập tự chủ nhưng mà lại phải hội nhập sâu rộng, thực chất và có hiệu quả. Độc lập tự chủ nhưng mà lại là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Độc lập tự chủ là phải đi đôi với hai vấn đề này, đúng không? Đấy, độc lập tự chủ nhưng mà phải hội nhập sâu rộng và hiệu quả. Vì sao? Vì bây giờ là chúng ta một vấn đề xảy ra trên thế giới thì có thể có một, không thể nước nào, nhất là vấn đề có tính toàn cầu, thì không thể một nước tự giải quyết được, và không thể nước nào yên ổn nếu các nước khác còn có vấn đề toàn cầu. Cho nên chúng ta phải hội nhập sâu rộng để cùng nhau giải quyết vấn đề toàn cầu. Chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế để chúng ta cùng nhau đẩy lùi những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nó. Nhưng ngược lại, chúng ta phải độc lập tự chủ để chúng ta không phụ thuộc vào bất cứ ai, vào bất cứ một cái vấn đề gì, ví dụ như vấn đề năng lượng. Và như thế các nhà đầu tư mới muốn đến. Chứ còn tôi thấy là ví dụ như là đến mà này, ông phụ thuộc vào một cái năng lượng, vào một cái nước khác thôi, thì là người ta bấp bênh rồi, người ta cân nhắc rồi, đúng không? Chứ phải xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ nhưng mà lại phải hội nhập sâu rộng. Hội nhập sâu rộng nhưng mà lại có hiệu quả và thực chất. Hội nhập sâu rộng nhưng mà lại là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chứ tôi không bỏ mặc cộng đồng quốc tế thì muốn làm gì thì làm, còn tôi cứ theo cái lợi ích của tôi. Thì tôi tin chắc là các nhà đầu tư đang ngồi đây cũng không muốn như vậy. Nhưng mà chúng ta phải chung tay để xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ. Và nền kinh tế độc lập tự chủ là cái gì? Là chúng ta phải dựa vào sức mình là chính. Mà sức của chúng ta là cái gì? Chúng ta có con người, đúng không? Chúng ta có thiên nhiên. Đấy, chúng ta có nền văn hóa của chúng ta, có truyền thống lịch sử của chúng ta. Thì chúng ta phải đi lên từ con người của chính mình. Chính sách, chế độ hay là luật pháp cũng do mình thôi, đúng không? Đấy. Mà tất nhiên ta phải học tập quốc tế, ta phải hội nhập, nhưng mà vẫn là do mình. Cái thứ hai là thiên nhiên của chúng ta, đúng không? Chúng ta có đất, có nước, có vùng trời, có rừng, có biển. Chúng ta phải đi lên từ cái này. Và cái thứ ba là chúng ta có truyền thống yêu nước, đúng không? Truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Càng khó khăn, càng phức tạp, càng những vấn đề mới
khó, diễn biến nhanh thì lại cần phải đoàn kết thống nhất. Và mỗi lần chúng ta khó khăn, chúng ta đoàn kết thống nhất, chúng ta đều vượt qua cả. Chả có cái gì chúng ta không vượt qua được. Dân tộc ta là như vậy. Và hiện nay cái dân tộc ta hiên ngang để chúng ta phát triển, chúng ta sánh vai với cường quốc Nam Châu là chính nhờ cái sự đoàn kết thống nhất để chúng ta vượt qua những khó khăn. Đại dịch vừa qua là một cái điển hình, đúng không? Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn khi chúng ta tiếp cận không được vaccine. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi chưa có thuốc. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Thì chúng ta buộc phải dùng biện pháp hành chính. Nhưng mà chúng ta đoàn kết thống nhất, chúng ta vượt qua cái đó rất nhanh. Và chúng ta kêu gọi cái sự đoàn kết quốc tế ủng hộ vaccine cho chúng ta, ủng hộ thuốc cho chúng ta. Rồi là chúng ta có thêm kinh nghiệm và chúng ta tổng kết, chúng ta tự tin chúng ta làm thôi. Đúng không? Chống dịch chúng ta tổng kết rất rõ, có ba cái trụ cột chính là cách ly, điều trị và cách ly điều trị và có ba cái trụ cột, một là cách ly, hai là xét nghiệm, ba là điều trị. Cách ly thì phải hẹp nhất, nhanh nhất và giải tỏa sớm nhất có thể. Xét nghiệm thì phải thần tốc, hiệu quả, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Điều trị phải từ sớm, từ xa, từ ngay, từ cơ sở. Chúng ta tổng kết cái này rất nhanh để chúng ta làm. Và sau đó ta đưa ra cái công thức chống dịch là 5K cộng với lại vaccine, thuốc, cộng với các biện pháp điều trị, cộng với công nghệ, cộng với ý thức của người dân và cộng với lại các cái điều kiện khác nữa. Rất đơn giản. Và chúng ta đã thành công trong cái việc này. Đấy, khó khăn nhưng mà chúng ta nhanh chóng chúng ta vượt qua khó khăn bằng cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên là phải xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ, mà độc lập tự chủ là lấy cái nguồn lực bên trong là chiến lược, là cơ bản, là lâu dài, là quyết định. Nhưng mà không thể thiếu cái nguồn lực bên ngoài được. Cho nên là cái mối quan hệ này là cái nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Quan trọng là vì sao? Đột phá là vì sao? Đột phá là vì chúng ta phải hoàn thiện thể chế, đột phá chúng ta cần phải có tiền, đột phá chúng ta cần phải có công nghệ, đột phá chúng ta cần phải có quản trị hiện đại, đột phá chúng ta cần phải có cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì cái này chúng ta phải có cái hợp tác với bên ngoài, ngoài cái yếu tố bên trong ra. Và một vấn đề rất quan trọng nữa, như là kinh nghiệm chúng ta hiện nay chúng ta đang thấy, là chúng ta phải ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn. Ổn định kinh tế vĩ mô là gì? Là thị trường tiền tệ, đúng không? Đấy, thị trường tiền tệ, rồi chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ là chúng ta phải bổ sung hoàn thiện cho nhau, chứ không để nó xung đột, để làm kiểm soát cái kinh tế vĩ mô. Và hiện nay chúng ta đang kiểm soát tốt kinh tế vĩ mô. Mấy năm nay mặc dù khó khăn dịch bệnh nhưng mà kinh tế vĩ mô chúng ta ổn định, đúng không? Một là chúng ta ổn định, một là cái tỷ giá là một này, mặt bằng lãi suất là hai này, rồi cái dự trữ ngoại tệ là ba này. Đấy, rồi cái chính sách tài khoá thì hỗ trợ chính sách tiền tệ thì hỗ trợ chính sách tài khoá, hai cái chính sách này phối hợp với nhau để chúng ta không có lạm phát. Lạm phát ví dụ như là bây giờ 4 tháng đầu năm chúng ta lạm phát khoảng 2,1% so với lại năm ngoái và thấp hơn so với lại những cái năm mà cái tình hình nó bình yên từ năm 2016 đến năm 2019. Đấy. Cái thứ nữa là chúng ta muốn độc lập thì chúng ta phải đảm bảo các cân đối lớn. Xuất thì phải đủ nhập. Hiện nay chúng ta đang xuất siêu, đúng không? Làm phải đủ ăn. Chúng ta đang xuất năm ngoái 6 triệu tấn gạo, năm nay đã xuất 2 triệu tấn gạo rồi. Đúng không? Rồi thu phải đủ chi. Năm ngoái là chúng ta thu là vượt so với lại cái năm trước nữa là 17%. Năm nay thì khả năng là như thế bởi vì mới 4 tháng thôi chúng ta đã thu ngân sách được 45% rồi. Thì đây là những cái đấy là thứ ba. Cái thứ tư là năng lượng thì phải ổn định. Trong cái sự biến động này thì năng lượng chúng ta phải ổn định. Và cái thứ năm là không để đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi cung ứng lao động toàn cầu. Đấy, cái lúc mà tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp thì Nike rồi là Adidas rồi Samsung rồi tất cả thứ gặp tôi cả. Tôi bảo thôi, lợi ích thì phải hài hòa, khó khăn phải chia sẻ. Ông cũng phải chia sẻ với chúng tôi. Rồi chúng ta cùng nhau khắc phục, rồi bây giờ thì cơ bản là ổn định. Đấy, độc lập tự chủ là phải những vấn đề như vậy. Và các tỉnh thì phải tự lực, tự cường, vươn lên từ cái bàn tay khối óc.
chân trời cửa biển và mảnh đất của mình, chứ đừng có trông chờ cho trung ương. Trông chờ trung ương làm sao mà có được vốn trung hạn? Anh Dũng anh đã phân công hết rồi, đó đã phân chia hết từ 5 năm rồi. Cho nên là anh phải tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc, chân trời cửa biển và mảnh đất của mình thôi. Và cái này là cái rất quan trọng. Mà anh tự lực tự cường tốt thì các nhà đầu tư sẽ đến. Còn anh cứ ỷ lại trung ương thì các nhà đầu tư thì ông cứ ỷ lại trung ương mà trung ương thì không có. Đúng không? Thì làm sao mà người ta đến được? Người ta đến đầu tư, một chúng ta đưa ra là lấy cái đầu tư công mà dẫn dắt đầu tư tư, để kích hoạt và huy động mọi nguồn lực của xã hội. Cái giỏi của anh lãnh đạo là như vậy. Thì tôi chia sẻ cái vấn đề thứ 7 là tự lực tự cường. Vấn đề thứ 8 là sự phối hợp giúp đỡ của các bộ các ngành. Các bộ các ngành cũng phải cùng với các đồng chí, đúng không? Phải cùng với các đồng chí và phải giúp đỡ, là đây là vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và vừa là vinh dự nữa. Chứ không phải anh là cấp trên, đúng không? Anh không phải đến anh phán, mà đến anh cùng nghiên cứu, cùng tham gia, cùng phải trăn trở, đúng không? Và yêu thương cái mảnh đất này như là yêu thương cái mảnh đất, cái vườn của nhà mình. Thì mới có được cái sáng tạo, mới có được cái lao tâm khổ tứ, không làm không được. Các bộ các ngành tôi đề nghị là như vậy, chứ không phải đến rồi là phán mấy câu rồi là về, để anh em làm gì thì làm, không được. Phải bám sát vào, thì các bộ các ngành phải phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, bám sát vào. Thì cùng với anh em, tôi cũng làm địa phương mãi rồi, thì tôi thấy là các bộ các ngành mà giúp đỡ tốt thì là tốt, còn không giúp đỡ tốt thì vất vả lắm. Thì tôi đề nghị là bỏ cái cơ chế xin cho. Đấy, bỏ cơ chế xin cho. Cố gắng là không có cái cơ chế xin cho. Đấy. Nhưng mà nói không xin cho, nhưng mà anh cũng không chịu tác động để anh đưa ra những cái giải pháp. Thì có khi là trung ương chịu. Đúng không? Thì phải bám sát vào tình hình thực tế để mà làm. Cái thứ 9 là đồng hành của doanh nghiệp và người dân. Hay là đồng hành của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng đồng hành, cũng phải đến nghiên cứu, cũng phải đến làm việc. Và làm việc thật. Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thật. Chứ không là đến lại, hôm nay xúc tiến đầu tư làm rất hoành tráng, chỗ nào cũng thấy hoành tráng. 5 tỷ, 10 tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, đến lúc mà đến tổng kết lại, 5-3 năm sau trả được đồng nào. Tôi đề nghị cái chỗ này thì các nhà doanh nghiệp thấy làm được, thấy có lực thì làm, cam kết, đã cam kết thì phải làm. Chứ đừng cam kết để lấy oai, đừng cam kết để lấy cái hình ảnh. Mà rồi người ta cũng chả tin, một vài lần thì còn được, một vài chỗ thì còn được, cái chỗ nào anh thấy anh xuất hiện mà chẳng thấy cái gì cả. Thì cũng không được, không nên. Không? Người ta nhiệt tình, người ta đón tiếp, người ta săn đuổi, người ta săn đón, người ta ôm ấp, người ta mong muốn, thì mình cũng thể hiện cái tình cảm bằng cái trách nhiệm của mình, bằng cái sản phẩm của mình. Chứ không phải là cứ ký thật nhiều vào, chỗ nào thấy ký, chỗ nào thấy xuất hiện cả. Nhưng mà cuối cùng chẳng ra cái sản phẩm nào. Thì tôi rất là cảm ơn các nhà đầu tư quan tâm đến các địa phương, quan tâm đến các cái dự án, nhưng mà phải làm thật. Không có đánh bóng hình ảnh, không có đấy. Và song song với nó là chúng ta phải chống cái tiêu cực tham nhũng liên quan đến cái việc chạy trọt dự án, liên quan đến chạy trọt đất đai, liên quan đến phá hoại môi trường, vân vân. Chúng ta phải mang cái tâm của mình, đúng không? Vừa là mang tiền đến đầu tư làm ra sản phẩm, nhưng mà phải làm sao cho nó bền vững, làm sao cho cái an sinh xã hội nó tốt lên, làm sao cho cái văn hóa nó lành mạnh lên, làm sao cho mọi thứ nó tốt lên. Chứ không phải là chúng ta cứ chạy trọt rồi chúng ta tiêu cực rồi vân vân, rồi ra dự án rồi cuối cùng là làm tùm lum, với cả quy hoạch thì không ra quy hoạch, cũng không tập trung làm cho nó đến nơi đến chốn, thì mong mong là lấy được ít đất rồi có giá cả mà nó đấy cái nó tốt tốt cái rồi bán đi. Hiện nay nó nhiều lắm, cái này tôi làm địa phương biết rồi, mình khổ lắm. Cứ lấy dự án, nhất là em tài trợ cho anh quy hoạch thì chủ yếu làm bất động sản. Cái chỗ nào đẹp nhất là làm bất động sản để bán đi một lần là hết.
Chỗ nào đẹp nhất là phải quy hoạch cho sản xuất, cho kinh doanh. Đó, thì nó mới bền vững hàng nghìn năm. Chứ có một cái chỗ trung tâm, một cái chỗ đẹp nhất, cái chỗ cửa sông, cửa biển đẹp nhất thì ông quy hoạch là bất động sản rồi ông chẳng có người mua nữa thì cuối cùng là ông cũng chết và tôi cũng chết. Đó, tôi cứ nói mãi, thứ nhất là phải tạo ra sản xuất kinh doanh. Tạo ra sản xuất kinh doanh thì mới có công ăn việc làm. Có công ăn việc làm mới có người đến làm. Có người đến làm mới có người đến ở. Có người đến ở mới có người mua nhà. Và lúc đó phát triển bất động sản mới lành mạnh, mới ổn định và mới trúng được. Nhưng còn chưa tạo ra công ăn việc làm đã nghĩ đến cái đoạn là bán nhà rồi. Thì lấy đâu ra? Đúng không? Tôi cứ nói thẳng, cái chia sẻ của mình là phải thẳng thắn từ cái thực tiễn này. Chứ em đến em tài trợ cho anh quy hoạch toàn là chọn cái mảnh đất nào đẹp nhất, thoáng đãng nhất, gần sông gần biển mà bán nhanh nhất thì là quy hoạch bất động sản. Còn chả thấy cái quy hoạch để tạo ra công ăn việc làm gì cả, nhà máy xí nghiệp dịch vụ đâu. Thì có ra công ăn việc làm mới có người đến làm, có người đến ở mới có người mua nhà, có người mua nhà mới phát triển được bất động sản, đúng không? Cái này cái tư duy các đồng chí lãnh đạo là phải đấy. Và công tác quy hoạch là phải chi tiền của kinh phí nhà nước ra, chứ không có phụ thuộc vào một vài cá nhân rồi đến quy hoạch chỉ lo cho mình thôi. Sau đó thì ông chẳng có thì ông lại chờ cái ông khác có điều kiện lại phải bán. Tức là cái chênh lệch địa tô này nó bán trên lưng của chúng ta. Nó rất là rõ. Thì tôi đề nghị là cái đồng hành của doanh nghiệp rất là cảm ơn, không có doanh nghiệp thì ai làm. Nhưng mà tôi nói cái đấy cũng không phải phổ biến, nhưng mà cũng không ít. Đấy, thì ta thôi thì nhờ các doanh nghiệp là lành mạnh. Các anh đến nhà em, các anh đến quê em, các anh đến làng xóm em, các anh đến tỉnh em. Thôi chúng ta trong sáng, đúng không? Cùng nhau mà bàn bạc, cùng nhau làm ra lợi ích, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hưởng. Thế còn cái gì khó khăn cùng nhau chia sẻ. Chứ đừng nghĩ có một mình nó là phá vỡ cái cân bằng như tôi nói thì không bao giờ có cái sự hợp tác tốt lành ở đây được. Cái thứ 10 là sự ủng hộ của người dân để tạo cái môi trường đầu tư. Bây giờ người dân là cái gì? Người dân là phải đấy thực hiện cái chấp hành pháp luật cho nó thật tốt. Và người dân là đặc biệt là các cái dự án về giải phóng mặt bằng, các cái dự án liên quan đến cái người dân. Thì một mặt chính quyền, người doanh nghiệp thì phải làm tốt, phải làm đúng chính sách. Cái thứ hai là người dân phải vào cuộc để ủng hộ, đúng không? Và tinh thần vẫn là lợi ích thì hài hòa và rủi ro thì chia sẻ. Rủi ro chia sẻ. Và cái chỗ này ý thức của nhân dân và người dân thì khi mà họ đã thông rồi, tư tưởng đã thông thì mọi việc nó rất là suôn sẻ. Thậm chí là người ta hiến đất cho không. Nhưng mà cái này là các ông chí phải làm đấy. Tức là phải hài hòa cái lợi ích, cũng đừng để cho người ta thiệt và cũng không để cho nhà nước thiệt, không để doanh nghiệp thiệt thì mọi việc nó mới suôn sẻ được. Thì cái sự vào cuộc của người dân là phải có cái vận động, có cái chính sách công khai, minh bạch, bình đẳng đấy, với mọi người dân. Và mọi người dân phải tuân thủ pháp luật đấy, phải tuân thủ pháp luật. Còn ai không tuân thủ thì ta phải xử lý, và còn ai người nào tuân thủ thì ta phải ủng hộ và kêu gọi người dân phải ủng hộ vì cái sự phát triển chung, đúng không? Mình có thể nhường cái mảnh đất này, nhường cái chỗ này thì phải nói rất là thiêng liêng, đúng không? Cha ông ta để lại hàng trăm năm, đúng không? Sống ở đây đất có lề, quê có thói, nó quen rồi. Thế nhưng mà bây giờ vì cái sự phát triển chung, người dân phải hy sinh, phải di chuyển chỗ khác. Thế nhưng mà nhà nước phải đảm bảo cái cuộc sống, doanh nghiệp phải đảm bảo cái cuộc sống của họ là ít nhất hoặc bằng và hơn cái nơi ở cũ, và cái thứ hai là năm sau phải hơn năm trước. Chứ không được một năm là bằng cái cũ thôi, còn năm sau là kém năm trước rồi thì cũng có hỏng. Người ta cũng không chịu được. Xin ra kiện cáo. Vấn đề thứ 11 là huy động nguồn lực ở đâu? Vấn đề tiền đâu? Vấn đề đầu tiên, đúng không nào? Đấy thì huy động nguồn lực thì chúng ta phải có cơ chế chính sách. Phải huy động hợp tác công tư, phải lấy cái nguồn lực của ngành nhà nước dẫn dắt cái nguồn lực đầu tư xã hội. Và cái này muốn có cái đấy thì chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta phải làm, chúng ta phải hợp tác, chúng ta phải bàn bạc, chúng ta phải ngồi với nhau, chúng ta phải chia sẻ rất kỹ. Cái này kinh nghiệm tôi làm là kỹ lắm, thì nó mới hài hòa lợi ích được và chúng ta mới huy động được.
Tại sao có tỉnh 1 đồng người ta bỏ ra huy động 7, 8, 9 đồng ở ngoài xã hội mà lại có tỉnh bỏ ra 1 đồng chả huy động được đồng nào? Thì vấn đề là chúng ta phải khôn khéo, nhưng mà khôn khéo thì cũng không lại bằng cái chúng ta là hài hòa lợi ích. Tìm cách cái hài hòa lợi ích ở đây thì báo cáo với các quý vị đại biểu là như vậy. Và có nhiều cái kênh huy động vốn, huy động vốn qua cái thị trường tiền tệ, nó là ngân hàng, nó là cái kênh huy động vốn. Cái thứ hai là phát hành trái phiếu, cũng là một kênh huy động vốn. Và cái thứ ba là chứng khoán, cũng là một kênh huy động vốn. Rồi cái thứ tư là đi vay ODA. Ví dụ như vừa qua đây chúng ta đang vay ODA 2 tỷ đây cho đồng bằng sông Cửu Long đây, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải phát hành trái phiếu, rồi phát hành cái trái phiếu doanh nghiệp nhưng mà phải lành mạnh, rồi phát hành cái chứng khoán, đúng không? Để chúng ta huy động cái kênh vốn này. Những cái thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu là những cái kênh huy động vốn rất là quan trọng. Nhưng vừa qua thì chúng ta có những cái sơ hở về luật pháp, sơ hở về quản lý, cho nên là một số người lợi dụng cái này. Thì ai lợi dụng, ai mà không đúng pháp luật thì chúng ta phải dứt khoát xử lý để bảo vệ công bằng và công lý cho cái người mà làm đúng pháp luật. Và chúng ta đầu tư cái môi, làm cho cái môi trường đầu tư, cái môi trường huy động vốn này, cái môi trường phát triển cái nguồn cái nguồn vốn này, đúng không? Thị trường vốn này nó lành mạnh. Đấy. Nên chúng ta phải làm. Và chúng ta đây là một số ít chứ không phải là nhiều. Đúng không? Vừa qua ta làm, ai làm tốt thì ta vẫn khuyến khích và bảo vệ cái nhà đầu tư. Đấy là cái tư tưởng xuyên suốt. Chúng ta không hình sự hóa, chúng ta không dân sự hóa, nhưng mà chúng ta phải làm trong sạch cái môi trường đầu tư, cái môi trường về huy động các cái nguồn vốn hay là thị trường vốn là phải trong sạch, phải lâu dài. Và trên thực tế thì các nhà đầu tư chính đáng, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua, vẫn tăng. Sau khi có tuyên bố của chính phủ rồi xử lý một số biện pháp từ ngày mấy ngày vừa qua là bắt đầu tăng lên rồi, tôi tin tưởng là mọi việc nó sẽ bình thường, không phải lo cái việc này. Và tôi tin chắc là các nhà đầu tư lâu dài đã có cái tư tưởng tiếp tục làm. Và vừa qua thì cái này chứng minh rất là rõ. Chúng ta phải bảo vệ các nhà đầu tư chân chính, bảo vệ các nhà đầu tư làm ăn lâu dài. Và muốn thế thì chúng ta phải làm trong sạch cái môi trường. Mà trong sạch môi trường thì ai làm tốt thì phải khuyến khích, phải bảo vệ. Mà ai làm không chút, ai không đúng luật pháp thì phải xử lý thì mới công bằng ra. Và vừa qua ta làm như thế là tôi nghĩ là tốt, không có vấn đề gì. Vấn đề thứ 12 là truyền thông. Không để ra khủng hoảng truyền thông. Đấy, hiện nay thì chúng ta chưa coi trọng công tác truyền thông và cũng chưa biết làm truyền thông chuyên nghiệp. Cái giờ của chúng ta ấy, là làm được mà không nói được. Không làm nói mà không làm thì là suy thoái. Đó. Nhưng mà ngược lại, làm được mà không nói được cũng dở. Đấy. Đấy là truyền thông nó không có đúng sự thật, truyền thông nó không phản ánh hết cái tình hình thực tế lại cũng rất là dở. Thế phải coi trọng công tác truyền thông và phải đầu tư cho công tác truyền thông, không để khủng hoảng truyền thông. Trong cái đầu tư thế, trong cái thu hút môi trường đầu tư cũng thế thôi. Rồi cái 13 là tổ chức thực hiện. Đấy, cái tổ chức thực hiện ta xúc tiến đầu tư, ta làm các cái đấy, nhưng mà chúng ta phải tổ chức thực hiện thế nào, đúng không? Cấp ủy phải làm gì, phải lãnh đạo, phải chỉ đạo toàn dân, phải hệ thống chính trị, đúng không? Rồi chính quyền thì phải thực hiện theo luật pháp, đúng không? Mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, phải tôn trọng pháp luật và phải làm đúng pháp luật, đúng không? Tổ chức làm, và nói như thế không có nghĩa là cứ khoán trắng cho pháp luật là xong, đúng không? Chúng ta phải có cái gặp gỡ, chúng ta phải có cái trao đổi, chúng ta phải tìm ra giải pháp. Hai nữa, luật pháp không bao giờ nó phủ kín mọi cái góc cạnh của cuộc sống này được. Và chúng ta phải luôn luôn rà soát, luôn luôn bổ sung để chúng ta hoàn thiện nó. Đấy. Cái trong tổ chức thì phải thế nào hoàn thiện cái pháp luật. Cái thứ hai là phải có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không có tràn lan. Đấy. Nguồn lực có hạn, thời gian có hạn và năng lực có hạn, cho nên là phải trọng tâm trọng điểm. Và cái thứ ba là chọn cái gì cho nó đúng, cho nó trúng. Đấy. Làm xong cái này làm cái khác, không tràn lan ra rồi cuối cùng trá cái gì ra cái gì cả. Và cái nữa là phải tổ chức thực hiện thì phải huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của doanh nghiệp. Thì thời gian nó có hạn, tôi chia sẻ 13 cái ý như vậy, dựa trên 12 chữ rất là quan trọng để chúng ta phát triển
cái hệ sinh thái đầu tư. Tôi xin chia sẻ mấy cái ý thế thôi, chứ còn chỉ đạo thì cũng trung ương chỉ đạo hết rồi, bộ anh chị chỉ đạo hết rồi, các ông chỉ có nghị quyết rồi. Đấy. Thì tôi từ cái nghiên cứu, rồi từ cái lắng nghe các nhà đầu tư, rồi qua cái tài liệu của các ông chí, rồi qua cái xem cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các ông chí, thì tôi xin chia sẻ 12 chữ và 13 vấn đề tại cái hội nghị lần này. Thế còn những cái cụ thể mà các ông chí nói ở đây thì tôi thấy là tốt cả thôi. Những vấn đề đấy, mình sắp xếp cái gì làm cái gì. Nguồn lực thì như thế, thời gian thì như thế, năng lực thì như thế, thì cái gì làm trước, cái gì làm sau trong cái tổ chức thực hiện nó phù hợp. Thế còn các bộ, các ngành thì cũng được kêu gọi là các đồng chí ủng hộ cho một cách nó quyết liệt, nó trúng, nó đúng. Các doanh nghiệp thì đến đầu tư, đến kinh doanh một cách nó vô tư, bình đẳng, tất cả vì lợi ích của chung, lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Các nhà đầu tư quốc tế cũng thế, ta đoàn kết, càng khó khăn càng phức tạp thì càng phải đoàn kết quốc tế, càng khó khăn càng phức tạp, càng nhạy cảm thì lại càng phải đề cao chủ nghĩa đa phương. Để trên cơ sở đó chúng ta hợp tác với nhau, để chúng ta cùng làm, cùng hưởng. Thì đấy là cái chia sẻ của tôi. Thế còn các cái vấn đề mà các nhà đầu tư đề xuất thì chúng tôi ghi nhận, và các bộ, các ngành đề nghị là chúng ta căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chúng ta chủ động, chúng ta giải quyết. Thế còn cái gì vượt quá thẩm quyền thì báo cáo chính phủ, mà chính phủ vượt quá thẩm quyền thì báo cáo các cấp có thẩm quyền. Thế còn các cái thế mạnh, rồi các cái đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì đã có nghị quyết rồi, bây giờ chỉ có làm thôi. Hôm nay xúc tiến đầu tư cũng là bàn làm thôi, bàn làm mà làm sao cho nó có hiệu quả. Và mỗi người trên trách nhiệm, cái cương vị công tác của mình, mỗi cơ quan trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để quyết lấy cái việc của mình. Rồi các nhà đầu tư lựa chọn và chúng ta cùng nhau để hợp tác. Thế còn một vài cái mà qua chúng tôi đi cần phải giải quyết thì dứt khoát là phải giải quyết rồi. Thế còn các cái đầu tư lớn mà anh Thể thay mặt thành viên chính phủ, thay mặt các cơ quan có thẩm quyền đã nói là chúng ta phải làm được những cái mấy cái việc đấy. Nhưng mấy cái việc đấy làm thì không phải chỉ có trung ương mà cái địa phương cũng phải tham gia vào, đúng không? Làm một cái quốc lộ, cái bảo đường đấy là đường của trung ương à? Không đúng, đường đấy là đường của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân. Và trung ương cũng phải làm, địa phương cũng phải làm, người dân cũng phải làm, doanh nghiệp cũng phải làm, đóng góp vào. Thì nó mới ra được cái con đường của quốc gia, của dân tộc. Thế còn tạo ra cái động lực phát triển mới, tạo không gian phát triển mới, tạo giá trị địa tô mới, tạo ra cái đấy thì hiện nay là địa phương hưởng cả. Địa phương hưởng hết, địa phương bảo thôi đấy là đường của các anh chứ không phải của em. Thế thì có nghe được không? Thì tôi thì lưu ý cái đấy thôi. Cùng nhau làm, cùng nhau hưởng và cùng nhau tích lũy, cùng nhau xây dựng một cái nền kinh tế độc lập tự chủ của đất nước ta, để chúng ta vừa hội nhập sâu rộng, vừa là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, nhưng mà chúng ta luôn luôn chủ động, chúng ta chủ động mọi tình huống. Nói thật với các đồng chí như vậy.